Em xin tự giới thiệu về bản thân mình là em tên là Nguyễn Thiện Thuật và em sinh năm 96, hiện đang là sinh viên tại Sài Gòn. Ngành gì em? Dạ, em là sinh viên ạ. Sinh viên ngành sinh gì? Sinh viên năm nhất, chuyên ngành Anh Văn ạ. Anh Văn, rồi. Dạ. Okay. Anh Văn hả? Anh Văn. Ok, thế em sẽ hát bài gì? Dạ, sau đây thì em xin trình diễn bài hát được mang tên Rolling in the Deep. Rolling in the Deep. Yes. Ok. There's a fire that's calling in my heart, reaching a fever pitch and bring me out the door. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how yours to be. See how I'll give the every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Yeah. There's a fire that's calling in my home, reaching a fever pitch and bring me out the door. The scars of your love remind me of us that keep me thinking that we always had it all. The scars of your love, they leave me bare, but I can't help feeling we could have had it all. Sorry to be told, but I wanna you and I gonna make your head burn. Think of me in the depths in your despair, making on that way the match will be shared. The skies of your love remind me of us that keep me thinking. Em hát xíu tiếng Việt được không em? Dạ. Em hát một phần tiếng Việt được không? Dạ được. Xin mời. Một bài của đã đừng được ca sĩ Văn Kiều chị biểu diễn, bài hát được mang tên Trái Tim Anh Lẻ. Em đâu biết bao ngày bên em là anh đã có bấy nhiều ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Thầm yêu em nên tim đau xa rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngày đây nhưng xa xa xôi, vì tim em đã trốn trao anh. Rồi thôi em ơi, ngáo nè. Tiếp tục. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu nói chi đây, lòng xót xa đi bên đời em. Và thấy em chưa nhớ đã cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau xa xôi. Thôi được rồi. Được. Nói chung rằng là chị nói thật nhé, cái bài đầu tiên á mà em hát á thì chị cứ đợi hoài à, chị bị bắt bối mà chị giống như là chị không có có giải thoát được một cái vấn đề kiểu như là bên trong chị, tại vì chị cảm thấy là khi mà em hát á, cái phong thái của em này chị rất là thích này ha, rồi cái cách em hát, cái giọng của em nó cũng smooth nữa, nó ok, nhưng mà nó cần một cái sự giống như là phát triển bài hát lên một cái độ mà cuốn hút người nghe nhiều hơn nữa, nó giống như là nó phải có cái sự cuộn, em hiểu không? Sắc thái cái sắc thái nó phải cuộn lên, nó phải kéo hút khán giả người ta lại gần hơn em nữa, thì em chưa có cái đó. Đó là một cái điều rất là uổng trong cái bài hát đầu tiên của em. Và chị với anh Trung thì khi mà nghe cái bài hát thứ hai của em thì cứ đợi để em lên cái nút cao đó, là để xem em có lên được không, bởi vì chị thấy trong có một cái giới hạn trong cái kỹ năng hát của em, đó rất là sao khi mà em lên những cái quãng cao á thì cái âm thanh của em nó bị nuốt vào trong,
đó, nó bị xuống cổ hết tới đây này đó, cho nên mất cho nên rằng là mất chữ anh Kiều. Và cái âm sắc của em á có rất là nhiều những cái lúc mà bị giống anh Kiều. Nếu mà em muốn đứng trên sân khấu, muốn chinh phục khán giả và muốn mọi người nhớ đến em là ai, yeah, thì em phải là chính em. Vâng. Nhưng mà đối với giọng của em thì chị nghĩ rằng là em xứng đáng được vào phòng trong, cho nên chị sẽ nói đồng ý với em. Anh cảm ơn ạ. Anh thì khi mà nhạc vô một cái người của em là cái cổ của em nó bắt đầu nó lắc lắc như thế này, anh thấy em có cái cách tính rất là rõ ràng. Anh muốn em dùng cái cơ hội này để cho em học một điều rất quan trọng. Cái sự lựa chọn của bài hát á là điều rất quan trọng. Cái bài thứ nhất nếu mà các anh chị mà rất khó tính á là đã cho em đi rồi đó. Đúng rồi ạ. Nhưng mà mọi người đều thấy trong em á một cái gì đó mà mình chưa có, nó hơi bí ẩn chút xíu, nó chưa có, em chưa có thoát được. Nhưng mà mọi người muốn ủng hộ em cho em thêm một cơ hội. Em cảm ơn. Thì em, đây là cái bài học rất tốt cho em. Bài hát rất quan trọng. Tại sao em khi em chọn bài hát, thứ nhất em phải cảm tình với nó, em phải có cái tình cảm với nó. Khi em hát cái bài Roll the Deep á, anh cảm nhận là em chưa hiểu được cái nội dung của cái bài. Anh nghĩ là em đang hát cái đó để cho em muốn thể hiện em hát được một cái bài như vậy. Bài thứ hai rõ ràng em vô, câu đầu tiên của em là trạng thái của em nó khác, cơ thể của em nó khác, cái ánh nhìn của em nó khác, em cuốn mọi người vào được. Thì anh nghĩ là em xứng đáng có một cơ hội để em, dạ, cảm ơn. Em tiếp tục, anh đồng ý luôn. Dạ, cảm ơn. Anh thì anh nghĩ vậy là tức là cũng rất là nhiều bạn anh thấy cũng hơi ngạc nhiên, tức là về khi các bạn nghe nhạc tiếng Anh hay là nhạc tiếng Anh á, nó một cái kiểu khác, nhưng mà khi mà chọn một bài tiếng Việt á là nó lại một cái phong cách khác. Mà ngay cả hai cái bài, cái em diễn cái bài của anh Kiều á, anh cái cảm giác của anh là em đang bị hơi quá, tức là em bị đau khổ theo cái bài hát, nó quá cái sức của em, tức là tự nhiên cái mặt nó buồn, cái mắt nó ờ đờ, cái nó cái điều mà anh không có, anh muốn dừng, anh muốn em đổi một bài khác là như vậy. Dạ. Tại vì anh chỉ sợ em cứ mà kiểu sớm kiểu vậy nữa thì chắc anh chết. Thì anh nghĩ thật ra cho nên á, anh nghĩ là có thể là mọi người nghe nhạc tiếng Anh thì nghe rất là mới, nhưng mà khi nghe nhạc tiếng Việt lại ít nghe bài mới của nhạc Việt, mà toàn là nghe mấy cái bài mấy năm trước. Thật ra thì gần đây thì có 1.000 bài thì có 900 bài dở, nhưng mà thật ra thì nó cũng có 100 bài rất là ok. Cho nên anh khuyến khích là tụi em trẻ thì tụi em nên nghe nhạc Việt Nam, những cái bài trẻ gần đây, và tìm được cho được những bài hay. Dạ. Chứ đừng có nghe một hai bài cái nói ôi nhạc Việt Nam mới đây dở, không có ý nghĩa bằng mấy bài ngày xưa. Cái đó là anh nghĩ là cái sai. Dạ. Và để em đi thi tiếp cái cuộc thi này á, thì cần những cái điều đó nữa. Tại vì vào trong em phải hát nhạc Việt rất nhiều, và phải là những nhạc mới thì mới được. Tiếng Anh cũng đồng ý. Dạ, cảm ơn ạ. Em có một cái vấn đề không phải là em hát. Thực ra hai cái phần trình diễn của em hôm nay đều không thuyết phục được giám khảo về giọng hát. Nhưng em có một cái đặc điểm, tức là hình thể của em cũng không phải là một cậu bé xinh trai, nhưng em có một, cho mọi người thấy, tức là em có một cái sức hút về năng lượng, về sự tự tin. Và đặc biệt là mọi người đều nhìn thấy là em là toát lên một cậu bé rất là thông minh. Anh không biết là có đúng hay không, thì anh nghĩ em chỉ có thể có cơ hội được thể hiện cái điều đấy trong 2-3 hôm nữa thôi. Bởi vì nếu em không thoát ra khỏi được cái, không thể hiện cái năng lực của mình, bởi vì em như là một tờ giấy trắng. Em chưa biết cách hát, em chưa biết chọn bài, em chưa biết gì cả. Nhưng mà nếu em thể hiện được cái năng lực của em trong ngay cái vòng tới thì em có thể đi xa được. Còn nếu không thì anh nghĩ là em rất là có, cái điều quan trọng nhất tức là em như một tờ giấy trắng, em phải tiếp nhận được tất cả những cái ý kiến của mọi người, tất cả những cái sức ép tạo lên em. Thì anh nghĩ là, anh không biết là mọi bốn giám khảo có nhầm không, nhưng mà mọi người đều rất là trông ở cái sự thay đổi của em chứ không phải là những cái gì em đang có. Yeah. Chúc em may mắn. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng em. Chị nữa chị ký vào trên này rồi nhé. Dạ, em cảm ơn ạ.